Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Thư viện Pháp luật. Ngày nay, cuộc sống trở nên gấp gáp, công việc bận rộn, chi phí chăm sóc giáo dục cho con đắt đỏ, trong khi thu nhập không ổn định là hàng loạt những lý do khiến các gia đình trẻ sợ sinh con. Việc sinh con đẻ cái giờ không còn là chuyện riêng của mỗi gia đình mà có tác động đến sự ổn định, phát triển của đất nước trong cả hiện tại và tương lai. Như Việt Nam ta, việc có quy mô dân số lớn, cơ cấu dân số trẻ là một lợi thế rất lớn trong việc xây dựng, phát triển kinh tế đất nước. Bởi ngoài việc là một thị trường tiêu thụ lớn thì đó còn là một lực lượng lao động giàu năng lượng, giàu trí tuệ và giá rẻ. Vì vậy mà việc khuyến khích phụ nữ sinh đủ 2 con tại những vùng có mức sinh thấp trở nên thật cần thiết. Để tránh hiện tượng đất nước chưa giàu thì dân số đã già. Hồi đầu năm 2021, Bộ Y tế cũng đã có thông tư số 01 năm 2021 hướng dẫn một số nội dung để địa phương ban hành chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể cá nhân thực hiện tốt công tác dân số. Trong đó có quy định, tại các tỉnh thuộc vùng mức sinh thấp thì căn cứ vào thực tiễn, địa phương lựa chọn, quyết định, khen thưởng, hỗ trợ tiền hoặc hiện vật cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi. Theo quyết định số 2019 năm 2021 của Bộ Y tế, trong giai đoạn 2020-2025 có 21 tỉnh, thành phố sau được phân vào vùng mức sinh thấp, hầu hết ở khu vực phía Nam. Cụ thể, vùng Đông Nam Bộ có thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu. Vùng đồng bằng sông Cửu Long có Long An, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau, An Giang, Tiền Giang, Bến Tre, Kiên Giang, Vĩnh Long. Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ có Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Khánh Hòa. Mới đây nhất, Bộ Y tế đã có dự thảo luật dân số thay thế pháp lệnh dân số hiện hành. Trong đó, đề xuất nhà nước hỗ trợ một lần bằng tiền, ít nhất tương đương một lần mức lương tối thiểu vùng khi phụ nữ sinh con thứ nhất, ít nhất tương đương 2 lần mức lương tối thiểu vùng khi phụ nữ sinh con thứ hai, để khuyến khích sinh đủ 2 con tại tỉnh có mức sinh thấp. Hiện nay, mức lương tối thiểu vùng đang thực hiện là 4 triệu 420.000 đồng trên một tháng với vùng 1, 3 triệu 920.000 đồng trên một tháng với vùng 2, 3 triệu 430.000 đồng trên một tháng với vùng 3 và 3 triệu 070.000 đồng trên một tháng với vùng 4. Với mức lương tối thiểu vùng này, những trường hợp sinh con thứ nhất có thể được hỗ trợ ít nhất là 3 triệu đồng. Sinh con thứ hai được ít nhất 6 triệu đồng, không có giới hạn mức tối đa. Như vậy, thay vì quy định trong thông tư, thì sắp tới, nội dung hỗ trợ tiền cho phụ nữ sinh con ở tỉnh có mức sinh thấp sẽ được luật hóa tại luật dân số. Đồng thời, nội dung của chính sách hỗ trợ cũng được đề xuất mở rộng hơn về đối tượng, không bó hẹp phải sinh con trước 35 tuổi và cụ thể hơn về mức hỗ trợ. Tại sao lại khuyến khích sinh con ở vùng có mức sinh thấp? Cần nhận thức được rằng, vấn đề dân số có tác động rất lớn đến sự ổn định và phát triển của mỗi quốc gia. Như tôi đã đề cập ở đầu video, dân số đông là một lợi thế. Đương nhiên khái niệm đông đó phải đi kèm với một cơ cấu dân số phù hợp. Trước đây, việc gia tăng dân số quá nhanh gây áp lực đến tài nguyên, giáo dục và nhiều vấn đề khác nữa, nên nhà nước có chính sách để kiểm soát sự gia tăng này. Tuy nhiên, Việt Nam đã bước vào thời kỳ dân số vàng, tức dân số đang trong độ tuổi lao động đạt mức cao nhất. Tốc độ gia tăng dân số đang chững lại. Giờ đây, nhiều khu vực lại rơi vào tình trạng có mức sinh thấp như thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành phía Nam. Nếu không thay đổi chính sách, sẽ dẫn đến nguy cơ xói mòn dân số, bỏ lỡ các cơ hội phát triển trong tương lai. Do đó, việc thay đổi chính sách dân số từ hạn chế sang khuyến khích sinh đủ 2 con sẽ góp phần duy trì mức sinh thay thế, nói nôm na là mỗi cặp vợ chồng có 2 con, giúp kéo dài giai đoạn cơ cấu dân số vàng cũng như ứng phó thực trạng và xu hướng già hóa dân số nhanh trong tương lai. Trong một phát biểu vào năm 2019, nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đã nói: "Sinh con hiện nay không chỉ vì hạnh phúc gia đình mà còn vì thành phố, vì đất nước." Phát biểu này càng củng cố cho tầm quan trọng của việc sinh đủ 2 con ở những vùng có tỷ suất sinh thấp, tránh rơi vào vết xe đổ của những quốc gia như Nhật Bản và Đức trước đây. Việc sinh con và tỷ lệ sinh ở mỗi quốc gia là một số liệu quan trọng, tác động trực tiếp đến tương lai của đất nước, từ nguồn lao động, chất lượng lao động đến chất lượng dân số. Lực lượng lao động càng lớn, khả năng một người trở thành một nhà phát minh hay nhà sáng chế vĩ đại nào đó càng cao, và các quốc gia đông dân hơn sẽ có nguồn lực và từ đó đổi mới và tiến bộ công nghệ nhiều hơn so với các nước có dân số thấp. Vì lẽ đó, ta càng thấy nhiều quốc gia đang phải dùng mọi biện pháp để khuyến khích người dân sinh con. Như ở Nhật Bản, vì tỷ lệ sinh nở giảm sút mà dân số thì đang già đi nhanh chóng, nên nước này có nguy cơ phải đối diện với cuộc khủng hoảng về lương hưu, bảo hiểm xã hội hay các vấn đề về phúc lợi khác, ví dụ như y tế. Tỷ lệ người già cao, người trẻ thì lại ít, cũng khiến cho an sinh xã hội của Nhật Bản gặp nhiều vấn đề. Thay vì tới tuổi nghỉ hưu, ở nhà quây quần với con cháu, người già ở Nhật phải đi chạy taxi, lái xe thuê. Các bạn nghĩ là người Nhật chăm chỉ? Đúng,
đúng là họ chăm chỉ thật. Nhưng khi nhìn ở khía cạnh khác, những công việc như vậy người già không làm thì ai sẽ làm? Người trẻ thì ít, họ lại đổ dồn đi làm những công việc khác tạo ra nhiều giá trị hơn. Xã hội phân hóa lao động, tự khắc người già phải tiếp tục tham gia thị trường lao động mặc dù đã tới tuổi người hưu. Nhằm tăng tỷ lệ sinh đẻ trên toàn quốc, chính quyền trung ương lẫn địa phương đã không ngừng công bố các chính sách mới nhằm khuyến khích mọi người kết hôn và sinh con như thành phố Sado, tỉnh Niigata, Nhật Bản. Đã tuyên bố tặng 2 triệu yên, khoảng 420 triệu đồng cho mỗi gia đình sinh con thứ ba, thêm 2 triệu yên nữa nếu tiếp tục gia tăng số lượng thành viên trong nhà. Tuy nhiên, sau nhiều năm khuyến khích, tình trạng của Nhật có lẽ vẫn không khá hơn là mấy. Ở Lestijärvi, một trong những thị trấn nhỏ nhất ở Phần Lan, đã đưa ra chính sách ưu đãi gọi là tiền thưởng sinh em bé. Theo đó, bất kỳ cư dân nào sinh con sẽ được thưởng 10.000 euro và số tiền này được chi trả trong vòng 10 năm. Chính sách này được xem là một cú hích lớn cho ngôi làng chưa có đến 800 dân này. Kể từ đó, đã có gần 60 trẻ em đã được sinh ra ở thị trấn, so với giai đoạn 7 năm trước đó, vốn chỉ có 38 em bé được sinh ra. Người ta gọi vui các em bé sinh ra được hưởng chính sách này là em bé 10.000 euro. Quả thật đây là biện pháp quan trọng để duy trì ổn định dân số và khắc phục sự già hóa dân số lên nền kinh tế. Ở Trung Quốc, tuy là quốc gia đông dân nhất thế giới, nhưng nước này phải đối diện với một thực tế là tình trạng tỷ lệ sinh giảm, sự già hóa dân số tăng nhanh, làm ảnh hưởng đến cơ cấu lực lượng lao động. Điều này làm dấy lên mối lo ngại rằng tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc có thể chậm lại, đồng thời cản trở đất nước trong cuộc cạnh tranh với những quốc gia khác. Thế nên để đảo ngược tình trạng này, Trung Quốc đã và đang từng bước cải cách chính sách sinh đẻ, vốn được thực hiện nghiêm ngặt trong nhiều thập kỷ. Bằng chứng là Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc đã bắt đầu thảo luận về việc chính thức sửa đổi luật kế hoạch hóa gia đình của quốc gia này sau khi Đảng Cộng sản công bố kế hoạch xóa bỏ thời gian sinh hai con hiện tại hồi cuối tháng 5 vừa rồi. Trung Quốc đã thông báo rằng họ sẽ cấp thêm 30 ngày nghỉ phép theo chế độ của người nuôi con nhỏ so với 98 ngày tiêu chuẩn cho các bà mẹ sinh con thứ ba. Phụ nữ sẽ được nghỉ thai sản thêm 1 đến 3 tháng nếu nơi làm việc đồng ý. Nếu chỉ đơn thuần là thông báo người dân được phép sinh thêm con thì không đủ để giải quyết hạn chế tài chính của người dân, nên có địa phương còn thông báo sẽ trợ cấp cho các bậc cha mẹ cho đến khi đứa con thứ hai và thứ ba tròn 3 tuổi. Theo đó, mỗi đứa trẻ sơ sinh được nhận 500 dân tệ mỗi tháng, khoảng 1.800.000 đồng, bắt đầu từ ngày 12 tháng 6. Khoản tiền này cao hơn 10% thu nhập trung bình của một người ở trung tâm thành phố. Các nước Bắc Âu như Thụy Điển được xem là xã hội thân thiện nhất với trẻ em và phụ nữ, và họ cũng có các chính sách khuyến khích sinh con, gồm có trợ cấp chăm sóc trẻ em hàng tháng. Năm 2014, trợ cấp hàng tháng của Thụy Điển là gần 156 USD, phần thưởng một lần, cung cấp dịch vụ y tế, giáo dục, hệ thống hỗ trợ xã hội. Thụy Điển quy định chính quyền địa phương có trách nhiệm cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em cho trẻ em dưới 12 tuổi. Ngoài ra còn có các khoản trợ cấp khác. Ở Thụy Điển, khi sinh con hoặc nhận con nuôi, cha mẹ được hưởng 480 ngày nghỉ phép để chăm sóc đứa trẻ. Trong thời gian cha mẹ nghỉ phép, cơ quan bảo hiểm xã hội Thụy Điển sẽ trả cho họ hơn 80% tiền lương. Để đảm bảo bình đẳng giới trong việc làm, các công ty Thụy Điển thường cung cấp một số tiện ích cho cuộc sống chăm sóc con cái của nhân viên. Trước khi trẻ lên 8 tuổi hoặc học xong tiểu học, cha mẹ có thể được giảm 1/4 thời gian làm việc. Chẳng hạn như mỗi ngày làm việc 8 tiếng, khi có con dưới 8 tuổi, cha mẹ chỉ cần làm việc 6 tiếng. Nhìn chung, Việt Nam nói riêng và các nước trên thế giới nói chung, thực hiện chính sách khuyến khích tăng tỷ lệ sinh con là để giải quyết vấn đề dân số. Đặc điểm của một số nước rơi vào tình trạng dân số già, tỷ lệ sinh giảm, mà tôi đã lấy ví dụ là đều trải qua một cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 2 hoặc 3 cực kỳ thành công. Nhưng Việt Nam thì khác, chúng ta vẫn đang trong thời kỳ trên đà phát triển. Nếu để tình trạng dân số già trước khi giàu, thì cái bẫy thu nhập trung bình như Indonesia đã gặp đang hiện ra trước mắt chúng ta. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.